Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chào buổi sáng tất cả con dân Chúa, tôi tớ Chúa. Quý vị ngủ ngon không ạ? Cảm ơn Chúa. Ngày hôm qua, có một điều mà Chúa đã làm là khi tôi mở cái laptop của tôi ra, thì lúc để trên này mở ra thì nó không ra. Cho nên tôi phải giảng thuộc lòng. Và một điều mà ngày hôm qua, một điểm mà tôi muốn giảng ngày hôm qua là bởi vì Chúa tắt cái laptop của tôi cho nên tôi không nói được. Và cái điểm đó là sáng nay Chúa muốn tôi nói. Amen. Và tôi tin rằng tất cả chúng ta sẽ được phước trong buổi sáng hôm nay. Quay qua người kế bên, anh chị là người siêu nhiên. Một trong những cái sự siêu nhiên mà chúng ta cần biết được là chúng ta khác với người khác. Vậy hơn người bên tôi khác anh chị đó. Và chúng ta khác cả thế gian này nữa. Bởi vì chúng ta được Đức Chúa Trời dựng nên một cách đáng sợ lạ lùng. Chúa yêu chúng ta đến mức độ mà Kinh Thánh cho chúng ta biết Ngài dựng nên chúng ta thấp hơn Đức Chúa Trời một chút. Đổi cho người sự vinh hiển và tôn trọng. Nhiều người chúng ta sống trong đời sống quá tự ti mặc cảm. Bởi vì mình sinh trong gia đình nghèo, mình bị cha mẹ, mình chê mày là đồ vô dụng, mày thua chị, thua anh, thua ba, thua người này người kia. Cho nên chúng ta luôn luôn có một cái sự tự ti mặc cảm rất lớn trong đời sống của chúng ta. Và đó khi chúng ta bước ra ngoài, bởi vì hụt hẫng cái sự tự ti mặc cảm này, chúng ta phải tranh đấu, chúng ta phải chà đạp người khác để chúng ta tiến thân. Hoặc là chúng ta tự rút mình trong một chỗ nào đó và không bao giờ mà ngước đầu lên được. Nhưng mà lời Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta được Đức Chúa Trời dựng nên một cách đáng sợ lạ lùng. Quay qua người của bên, anh chị có biết rằng mình là người đáng sợ lạ lùng không? Cái người mà nói không chừng bắt đầu sợ người kia rồi đó. Sau ngày hôm nay sẽ có ông chồng sợ vợ hơn. Cái kia tôi không dám nói. Bởi vì chúng ta được Chúa dựng nên chúng ta và chúng ta được Đức Chúa Trời đặt chúng ta có chỗ cao trọng và thấp hơn Ngài một chút. Ma quỷ luôn luôn có một cái mục tiêu, nó là nó làm chúng ta coi thường mình, coi thường người này kia. Do đó chúng ta không biết được cái tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta. Và để rồi chúng ta tìm kiếm tình yêu nơi người này, người kia, người nọ. Có những cô gái trong hội thánh mà bởi vì lớn lên không thiếu tình yêu, cho nên tìm kiếm tình yêu những chàng trai bên ngoài. Bởi vì câu nói rất là ngọt ngào, đẹp trai, xe đẹp. Và những chàng trai cũng giống vậy. Quý vị biết không, tôi là người đẹp trai nhất. Tại sao đâu ai giống tôi đâu. Chứ dựng tôi khác tất cả mọi người đàn ông khác. Cho nên mỗi người chúng ta được Chúa dựng nên cách đáng sợ lạ lùng và cách rất là đặc thù. Và bởi vì như vậy, chúng ta phải khác gì khác. Chúng ta phải là chính chúng ta, chính người mà Chúa đời dựng nên chúng ta. Amen. Đừng bắt chước người khác. Đừng nương dựa người khác. Đừng quá tin nơi người khác. Hãy đặt đức tin mình nơi Đức Chúa Trời. Và bởi vì chúng ta khác người khác, một trong những điều người khác thường làm đó là gì? Họ sẽ tìm cách để được phước. Họ tìm cách để mà làm sao để có nhiều tiền, làm sao được nổi tiếng hơn, làm sao được sống lâu hơn. Việt Nam chúng ta mỗi năm chúc Tết là phước, lộc, thọ, đúng không ạ? Đây là tất cả những điều mà con người họ chúc chúc vậy thôi, chứ không biết là không chừng năm nay mấy ngày sau chết rồi. Cho nên nó chỉ là chút một chút thôi. Nhưng mà chúng ta là con cái của Đức Trời, con cái của Đức Chúa Trời sáng láng. Cho nên quay người kế bên, đừng sống trong tối tăm nữa. Rất là quan trọng, chúng ta không sống trong tối tăm nữa. Quý vị biết không, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời bởi sự hy sinh của Chúa Giêsu, Ngài chuyển giao chúng ta, Ngài đưa chuyển chúng ta, di chuyển chúng ta từ vương quốc tối tăm, chuyển đưa chúng ta vào vương quốc sáng láng của Ngài. Có nghĩa là từ một người tội nhân vô số tội trộm cắp giết người, nhưng mà trở thành một con cái của Đức Chúa Trời.
Tôi gặp những người mà mang tự tử, cho dù tự tử bởi vì thất vọng, nhưng mà cuộc đời trên Chúa đầy hy vọng. Tôi biết là có những người mà chúng ta tại Việt Nam, thêm một sư Nam Quốc Trung hay là một sư Lê Minh Phương, từ những con người mà xã hội ruồng bỏ trở nên những người hữu ích cho xã hội. Đó là cái cuộc đời của chúng ta sau khi tin Chúa. Đừng sống cuộc sống mà tầm thường nữa. Amen. Và do đó thế gian tìm cái gì mà đối với Đức Chúa Trời nó là tầm thường. Chúng ta không tìm những cái đó. Chúng ta tìm sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nào, khi nói đến điều này, tôi muốn cho chúng ta nhìn thấy một góc độ. Chúa Giêsu nói rằng ta là ánh sáng của thế gian. Người nào theo ta sẽ không còn ở trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Nhớ tôi đã chia sẻ chúng ta cái quyền năng để trở nên không? Khi ta tin nhận Chúa, ta quyền năng để trở nên không? Làm sao để trở nên? Làm sao những cái cũ bộ đi qua khỏi cuộc đời chúng ta mà chúng ta trở nên con người mới? Kinh Thánh cho chúng ta biết là theo Chúa Giêsu. Tin Chúa Giêsu chưa đủ, dỗ người kia bên dai kia bên. Tin Chúa Giêsu theo chưa đủ, hãy theo Chúa Giêsu. Hãy theo ta, ta sẽ khiến các người trở nên. Hãy theo ta. Chúa Giêsu nói rằng ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo ta sẽ không còn ở trong tối tăm, nhưng là ngược lại, sẽ không còn đâu, nhưng có ánh sáng của sự sống. Nào, ánh sáng không chưa đủ mà có sự sống nó mới quan trọng. Người sáng nhưng mà dùng mặt sáng là bởi vì chất sơn chất này nọ nhưng mà trong không có sống. Cho nên chúng ta thấy nhiều người mà tôi đọc câu chuyện bên Hàn Quốc, có một anh chàng đó, anh cưới cô vợ về sanh ra đứa con thấy xấu quá xấu. Anh ta ngạc nhiên nói là vợ của mình là ngoại tình, chứ mình mới có xấu gì chứ, mình đẹp, vợ mình đẹp, tại sao sinh con xấu vậy? Cái anh ta mới thử máu, thử ADN, đúng hai của vợ chồng hết. Cái chừng lòi ra là cô vợ này vốn xấu, cho nên đi thẩm mỹ viện sửa lại. Cho nên chúng ta hiểu rằng chúng ta, đây là chuyện thật. Tôi, nếu mà ai ở đây chúng ta đọc cuốn sách mà Con đường tốt đẹp hơn đó, thì ông tiến sĩ mà ông viết cuốn sách đó và nói về những cái nguồn gốc ở bên trong chúng ta mà dẫn đến bệnh tật trong đời sống ta, và ông mới đưa ra một cái hình ảnh, và tôi là người dự chính thức dự của đó. Ông đưa hình ảnh một cô gái này mặt xám bên đây một bên này nè, đen. Cô đi bác sĩ, đi thẩm mỹ viện sửa lại xong nó cũng đen lại. Nhưng mà khi cô ta tin Chúa và cô ăn năn với Chúa, bởi vì cô luôn luôn nhìn con xấu. Nào, có hai cái tự ti, mà tự ti nhất là tự ti về hình dáng, và thứ hai tự ti về khả năng của chúng ta. Và khi cô ta nhìn vào cái mặt mình, lúc nào trong kiến mình cũng thấy mình xấu. Nhưng mà khi mà cô ta tin nhận Chúa và nhận thấy rằng mình được Chúa dựng nên, cái đáng sợ là luôn mình thật đẹp. Cô ta nhìn vào gương, cảm thấy mình đẹp. Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? 3 tháng sau, cái nám của mặt của ta biến mất. Tin lành là quyền phép cho mọi kẻ tin. Hallelujah. Và tôi muốn cho chúng ta một sứ điệp sáng hôm nay, đó là chúng ta sinh ra không phải được phước. Quay người cái bên, anh chị sinh ra không phải được phước đâu. Câu này hơi bị sốc rồi nha. Không biết một sư thành gì, một sư thánh giám của nó, ông này giảng tà giáo không nữa. Không có ai giành micro lôi tôi xuống không? Chúng ta không sinh ra để được phước, mà chúng ta được sinh ra để trở thành nguồn phước. Tà giáo rồi. Chúng ta cùng coi trên slide. Xin giúp tôi cái màn ảnh nhé. Làm sao để Việt Nam trở thành nguồn phước? Chúng ta được nghe sứ giả của Chúa đã chia sẻ chúng ta rồi. Việt Nam chúng ta đã đến lúc mà Chúa đã đặt lòng tôi, trong lòng tôi, và tôi cầu nguyện và tôi tin cái điều tiên tri này. Và các tiên tri của Chúa đã ứng chứng điều này. Đó là Việt Nam chúng ta, xin lỗi nói điều này, tôi không phải chê, nhưng mà tôi nói điều này, đó là một cái thực trạng. Khi người Việt Nam chúng ta rời khỏi Việt Nam, chúng ta ra nước ngoài để được phước gia đình tốt hơn. Những cô gái muốn lấy chồng
nước ngoài để chồng già, để sao? Để có tiền nhiều hơn. Việt Nam chúng ta đi ra nước ngoài bán xì ke, ma túy, trồng cần sa. Việt Nam chúng ta thiếu thốn, cho nên mặc dù mình rất có nhiều tài năng, mình phải đi ra nước ngoài xuất khẩu lao động. Và tôi biết rằng chúng ta còn biết nhiều chuyện hơn nữa. Nhưng mà có một cái chuyện có thể xảy ra và chắc chắn xảy ra nếu chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời yêu người Việt Nam chúng ta. Ngài yêu đất nước Việt Nam chúng ta. Và Ngài muốn Việt Nam chúng ta trở thành nguồn phước. Amen. Và để cho Việt Nam chúng ta trở thành nguồn phước, Chúa sẽ biến đổi cái nghề nghịch, từ nguyên cái chuyện nghịch cảnh này trở thành những điều thuận cảnh cho Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta sẽ còn sức cản về những con người đi ra mà thế giới nói rằng những người ở tỉnh thành này không được vào. Quý vị biết không, có một số cái tỉnh mà ở nước ngoài khi thấy trên cái hộ chiếu quý vị là nếu một người này mà sinh trưởng nơi này là không được vào. Tôi không nêu tên ra nhưng mà tôi muốn chúng ta hiểu điều này. Cho nên đã đến lúc mà người nước ngoài, những quốc gia nước ngoài nhìn vào Việt Nam chúng ta và họ thấy những gì chúng ta đem đến cho thế giới của họ, cho quốc gia của họ. Tại sao tôi không giảng đâu khác? Đây là bài giảng đầu tiên tôi giảng tại Cà Mau. Quý vị là trái đầu mùa cho sự nghiệp này. Đã đến lúc khi người ta nói đến Việt Nam, người ta nói đến những gì người Việt Nam có làm cho thế giới. Đã đến lúc người Việt Nam chúng ta không còn xin xỏ hở một nan đề nào, chúng ta xin xỏ nhờ giúp đỡ nữa, mà từ bên trong chúng ta sẵn sàng có những gì chúng ta cung cấp. Quý vị biết cái ADN của người Do Thái là gì không? ADN của người Do Thái là bất cứ một nan đề nào khó khăn, họ đều có cách giải quyết cả. Tôi đã quên Do Thái trong thời kỳ mà sau 1948 thì Do Thái bị chiếm lại, và sau trận đánh mà 6 ngày đó thì họ đã chiếm lại đó. Thì sau khi chiếm lại đó, họ ở giữa một khối Hồi giáo mấy trăm triệu người, và những người Hồi giáo nghĩ rằng họ sẽ chết bởi vì không có nước. Họ làm gì? Họ lấy những cái bọc ni lông, họ bao lên những cái nhánh cây và làm cho nước nhiễu từng giọt xuống. Và họ hứng nước rồi họ xài, và họ hứng nước và họ nhiễu từng giọt vào cái cây và họ trồng. Luôn luôn họ tìm thấy câu trả lời trong nan đề. Luôn luôn họ nhìn thấy là Đức Chúa Trời đưa họ nan đề để họ khám phá ra phép lạ. Và nếu chúng ta muốn trở thành nguồn phước, chúng ta phải nhìn trong góc độ này. Và chúng ta người Do Thái họ có khả năng này. Kinh Thánh cho chúng ta biết, vợ con tôi ở trong Sáng Ký đoạn 12. Và điều này đã xảy ra và đang xảy ra. Chúa ảo bảo Abraham, con hãy rời bỏ quê hương, dân con và nhà cha con, đi đến xứ mà ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho con thành một nước lớn. Ta sẽ ban phước cho con và làm nổi danh con. Và con sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho lành cho ai chúc phước con và rủa xả. Kẻ nào rủa xả con, tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ nhờ con mà được phước. Đây là lời hứa của Chúa dành cho người Do Thái. Đây là lời hứa Chúa dành cho chúng ta là người Do Thái thuộc linh. Tất cả mỗi dân tộc trên thế giới sẽ nhờ con mà được phước. Quý vị biết không, tại Do Thái, ngành nông nghiệp người ta cũng học từ nơi họ. Họ không có nước, dùng đất chung quanh có cái biển, biển chết. Chung quanh không có nước, chỉ nước biển không, mà họ vẫn có thể tạo ra nước và họ xuất cản nước qua bên quốc gia khác. Ai đi Do Thái rồi có thể sẽ biết những chuyện này. Họ sản xuất ra tất cả, hầu hết tất cả những thuốc men ung thư tất cả thế giới đều là người Do Thái. Ở Việt Nam chúng ta muốn có tiền thì chúng ta chỉ cần một căn phòng, một cái nhà xí nghiệp thật là to lớn. Người Do Thái chỉ cần một cái phòng chút xíu thôi, họ kiếm ra hàng tỷ. Tại sao họ khả năng này? Bởi vì đó là lời Chúa chúc phước cho họ. Lời Chúa chúc phước cho họ. Buổi tối nay trước khi quý vị ra về,
Các đầy tớ Chúa, các tiên tri Chúa, từng người một quý vị sẽ đi ngang qua, họ sẽ sức dầu cho quý vị, quý vị chúc phước cho quý vị trở về. Họ, quý vị, để tôi nói tôi nghe. Tôi quen biết nhiều người và tôi hiểu được có những người họ đến giảng xong họ về. Nhưng mà có những người vào trong phòng đóng cửa lại cầu nguyện để cho đến khi Chúa dùng họ. Mấy người mà giảng vậy hiếm lắm. Nhiều người tôi giảng mà ruột của họ không ạ. Nhưng mà có những người hạ lòng để cầu nguyện, tìm kiếm Chúa để Chúa có lời, Chúa chúc phước cho họ, hiếm lắm. Và chúng ta cảm ơn Chúa, họ đến với chúng ta. Và do đó để trở thành nguồn phước của quý vị phải sẵn sàng. Sẵn sàng nhìn nhận rằng tôi không muốn là cái người chỉ xin xỏ Chúa được phước nữa, bởi vì tôi đã có phước rồi. Kinh Thánh cho chúng ta biết ở trong Ephesos 1 câu 3, những ai chưa nghe tôi nói điều này, chỉ có những hội thánh tại đây nghe thôi. Tôn vinh Đức Chúa Trời là cha của Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Ngài đã ban, đã có rồi, cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Bởi vì chúng ta là người thuộc linh, cho nên phước hạnh chúng ta là thuộc linh. Mà nếu cho đúng sống đúng cái đời sống thuộc linh thì phước hạnh thuộc thể tự nhiên xảy ra. Do đó chúng ta ý thức rằng cái lời hứa này của Abraham, Chúa hứa với Abraham cũng là lời hứa dành cho chúng ta. Nói người kế bên, anh chị sinh ra để trở thành nguồn phước. Và làm sao chúng ta trở thành nguồn phước? Làm sao chúng ta trở thành nguồn phước? Quý vị nói tôi nghèo, tôi ở dưới Cà Mau, dùng thấp nhất, do gì quý vị sẽ có kể ra. Quý vị có thể liệt kê. Nhưng mà cái vấn đề của thực trạng của quý vị không phải là như vậy. Bởi khi Đức Chúa Trời nhìn ra một người nào đó, Ngài không nhìn quá khứ của người đó, Ngài không nhìn hiện tại của họ, mà Ngài nhìn họ khi mà họ có Ngài, người đó sẽ trở nên như thế nào? Khi họ tiếp nhận cái sự kêu gọi của Ngài, đáp ứng sự kêu gọi của Ngài, thì họ trở nên như thế nào? Cho nên khi mà thiên sứ đến gặp Gideon đó, Gideon sợ hãi núp. Và Chúa, thiên sứ của Chúa gọi Gideon, hỡi người dũng sĩ. Chúng ta thấy không? Đức Chúa Trời luôn luôn nhìn người đó, không phải bởi vì quá khứ người đó, không phải hiện tại của họ, mà nhìn người đó trở nên như thế nào khi người đó đáp ứng sự kêu gọi của Ngài. Cho nên Đức Chúa Trời nhìn về Abraham không phải là người không con. Đức Chúa Trời nhìn về Abraham hiện tại không có con. Ông nghĩ là mình không có con. Nhiều năm sau cũng nghĩ là mình không có con. Bà Sarah khi mà nói là năm sau bà sẽ có con, bà cười. Nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn vào bà là một dân tộc lớn. Quý vị nhìn mình nghèo, nhưng mà Chúa có thể nhìn quý vị là đại gia. Quý vị hiểu được này không ạ? Quý vị biết điều gì mục sư nói tiên tri cho quý vị tại Cà Mau, có những người có máy bay không? Nhớ ngày hôm qua không? Tôi không biết sẽ là ai, không? Nhưng mà khi tiên tri của Chúa nói gì vậy thì điều này phải xảy ra. Nhưng mà người nào mới là quan trọng? Người nào quan trọng? Bởi vì cái lời tiên tri sẽ nói và nhiều người nghe, nhưng mà ai nắm lấy rồi đó, Chúa ơi, con muốn là người này. Con muốn là người của máy bay, mai mốt một siêu thành đi đâu, con sẽ chở một siêu thành. Lúc đó một siêu phong sẽ ké luôn. Quý vị phải nhìn như góc độ này, quý vị, bởi cái nhìn chúng ta không có nhìn theo mắt thấy, mà chúng ta nhìn bởi đức tin. Do đó, để làm sao chúng ta trở thành nguồn phước? Next slide, bắt đầu hôm nay, hình đứa cô gái không? Giờ mới kiến vô trên chính mình. Bắt đầu hôm nay, đừng nhìn về mình nữa. Đừng nhìn nghĩ đến hội thánh mình nữa. Bởi vì Chúa gọi Abraham nguồn phước cho cả thế giới. Cho nên bắt đầu hôm nay, làm nguồn phước cho thế giới. Chứ đừng mong muốn có phước cho chính mình. Amen. Quý vị phải thay đổi sự suy nghĩ này, cái tư duy này. Mình phải là nguồn phước cho thế giới. Cho nên khi tôi dâng hiến không phải cho Việt Nam, tôi dâng Do Thái, tôi dâng nước này hay nước nọ, tại sao tôi muốn làm nguồn phước cho thế giới? Đừng là
làm cái người mà quan sát nữa. Ngồi chỗ thấy một sư làm này, ông một sư làm kia, người này làm này, người kia làm cái nọ, người này rửa chén không sạch, người này nấu ăn không ngon. Chấm dứt. À, tại sao vậy? Chúng ta, nếu chúng ta muốn trở thành nguồn phước, chúng ta phải là cái người bước vào trong công việc, chứ không ngồi ở bên ngoài mà phê bình. Tại người phê bình không có phước gì hết trơn á. Quý vị có biết điều này không? Dân Do Thái bởi vì cằn nhằn phê bình cho nên không vào đất hứa, mặc dù Chúa đã hứa. À, cho nên bắt đầu hôm nay chấm dứt phàn nàn phê bình, chấm dứt nhìn một sư này, chấm dứt nhìn một kỹ sư kia, đừng có lên Facebook phê phán người này phê kia. Hãy cầu nguyện cho người ta, hãy chúc phước cho người ta. Quý vị biết không, một lời chúc phước của quý vị quyền năng hơn vạn lời rủa xả của quý vị. Con cái đừng nói mày sợ dở quá, con học dở, nhân danh Chúa chúc phước cho nó. Hồi thánh tôi trước đây có một cặp vợ chồng đem đứa con lại và nó một sư cầu nguyện giùm cho con của tôi. Tôi nói, nó chuyện gì? Nó vô trong trường, không trường nào nhận nó hết. À, và nó vô trong ngồi lộp, lớp ở dưới, nó ngồi ở dưới đó. Lúc nó giận, nó lấy ghế lên ném cho cô giáo. Và trúng đầu mấy đứa ngồi trên. Cho nên tới trường nào đều bị đuổi cả. Bây giờ có trường cuối cùng là nhờ một sư cầu nguyện giùm tôi để cho nó được học. Tôi nhân danh Chúa Jesus, tôi quở trách tất cả nổi loạn, những gây lộn xộn cho đứa bé này. Nhân danh Chúa chúc phước cho nó trở thành top 10 của trường. Quý biết chuyện gì không? 3 tháng top 10. Cho nên đừng rủa con mình, chúc phước cho nó. Chúc phước bằng đức tin và nhìn thấy con mình nó thành công. Cha mẹ sở dĩ thấy con mình quậy, cứ nó mày quậy hoài, thì nó quậy hoài. Không, nhất là Việt Nam chúng ta hay dùng cái đó. Con này nó quậy dữ lắm. Chúc phước cho nó. Sẵn đây tôi nói luôn cho một số người nghe. Trong dân số ký đoạn 14 câu 28, Chúa nói thế này: ta chỉ chính mạng sống ta thề, ta sẽ đãi các ngươi tùy theo những gì ta nghe các ngươi nói. Nè, lắng nghe để tôi giải thích cho quý vị hiểu câu này nè. Nhiều khi quý vị nghe câu này quý vị không hiểu. Trong cuộc sống hay là con người, khi chúng ta thề cái điều gì, chúng ta thường dùng một cái danh cao hơn chúng ta thề. Và trong Hebrew Chúa nói điều này. Khi chúng ta thề là phải nhân danh cha mẹ ông bà gì đó thề. Mà Chúa nói rằng ta chỉ chính mạng sống, ta hằng sống ta thề, ngày nào ta sống ta thề như thế này. Nói gì ta cho đó. Nó tốt ta cho tốt, nó sống ta cho sống. Và tôi thực hành. Tôi là thích làm theo lời Chúa, Chúa nói gì mình thử. Để xem coi nó kết quả như mình thế nào. Nhà tôi mướn cái nhà đó, tôi ở nhà đó, tôi có cây đu đủ. Và cây đu đủ này, cây đu đủ đực nó cao cái này rồi mà nó ra bông không à? Có tín đồ tôi đây không biết chuyện này. Tôi sáng ra tôi vòng quanh, đi vòng quanh. Lúc đó tôi chưa biết là đu đủ, bông đu đủ có thể làm thuốc. Tôi nói, nhân danh Chúa Giêsu, mày không phải là cây đu đủ đực, mày là cây đu đủ cay, mày sẽ ra trái. Tôi nghĩ lúc đó không có ai hết, tôi nói cho người khác nghe, cho nghĩ tôi điên. Và tôi ra sáng, rồi xong tôi dạo vòng tôi ra, tôi chỉ nhân danh Chúa Giêsu, mày là cái, không phải là cái đu đu đực, mà là cái đu cái, mày sẽ là trai. Rồi tôi định xong cái tôi đi truyền giáo, xong cái trời mưa rồi tôi không còn nữa. Quý vị biết sao không? Sau đó tự nhiên bắt đầu ra bông mà không phải còn bông được nữa, mà ra bông mà có ra trái kèm theo. Và từ đó trở đi, nó ra trái. Chúng ta là người siêu nhiên. Cho nên đừng nhìn hoàn cảnh mình, đừng nhìn nan đề của mình, đừng nhìn chồng mình, đừng nhìn vợ mình, đừng nhìn hội thánh mình, đừng nhìn mục sư của mình. Thay đổi cái nhìn đó. Nếu chúng ta muốn trở thành nguồn phước. Tại sao chúng ta trở thành nguồn phước? Bởi ta được dựng nên trong hình ảnh của Đức Trời, vì Ngài là đấng thích ban phước. Chúng ta là nguồn phước là chúng ta là người ban cho. Amen không ạ? Ban cho bởi vì chúng ta giống Chúa, chúng ta yêu, chứ không phải tôi ban cho đơn khác. Ồ, ông một sâu vong này, ông cho người này kia để tiếng khen. No, không phải gì đâu. Chúng ta cho là bởi vì chúng ta yêu. Chúng ta cho bởi vì chúng ta thương xót người khác. Và khi chúng ta sống điều này, chúng ta không sống cho mình. À, tôi muốn trở thành nguồn phước, tôi sẽ không sống cho mình. Tôi không chú trọng quá cho hội thánh của tôi, hỡi gì bỏ tiền vô cho hội thánh mình, nhưng mà chú trọng đến hội thánh khác. Chúng ta chú trọng đến không phải chú trọng đến gia đình của mình mà nghĩ đến gia đình khác.
Chúng ta chú trọng đến không phải chỉ hội thánh của chúng ta phải có cái này, có kia, có âm thanh. Mình có hội thánh nào không có âm thanh, mua âm thanh tặng. Tôi có một sư bạn, ông chuyên môn là một sư máy lạnh. Ông thấy nhà thờ nào không có máy lạnh, ông tặng máy lạnh. Cho nên chúng ta hãy làm điều này. Cũng đừng chú trọng đến cái giáo hội của mình nữa, mà hãy quan tâm đến những cái giáo hội khác, những hội thánh khác. Quý vị biết không, bên tôi có một cái hội thánh. Hội thánh này đó, đầu tiên đó, họ giúp đỡ cho những người nghèo ở trong vùng. Và họ làm việc mệt quá mệt. Và cho đến khi cái người bạn của tôi bước vào, được giao cho trường hợp này, ông bước vào và ông làm cái người mà cung cấp thức ăn cho những người nghèo. Mỗi tuần, mỗi hai tuần người ta lợi, người ta sẽ cho một cái hộp. Trong cái hộp đó gồm có bánh mì, gồm có gạo, có trái cây, có đủ thứ. Ai cho họ cái gì, họ lấy đó cho. Họ nói tôi mỗi tuần lễ như vậy, họ ban cho khoảng 150 triệu đô Úc. 150 triệu đô Úc khoảng 100... Không, 1.500.000. Khoảng tương đương có 1 triệu đô Mỹ. Người ta cho tôi lợi tại chỗ đó, tôi thấy người ta cho rau cải, trái cây, cho nước ngọt, coca, họ đem lại họ cho. Bởi vì sao? Hội thánh đó muốn ban phước cho và người ta tiếp tục đem đồ ăn đến để cho những người nghèo. Và khi cho người nghèo, họ, anh bạn của tôi và mấy người đó thấy này, thấy ai đang buồn bã, ai bị trầm cảm, ai bệnh, ung thư được chữa lành tại đó là phép lạ. Họ có một cái nhà rất là to. Để chất đồ máy lạnh rất lớn, đồ đông lạnh cũng có, đồ tủ lạnh cũng có. Quý vị biết không, có rất nhiều người họ muốn giúp đỡ người khác mà không có môi trường. Tại sao chúng ta không là cái chỗ để chuyển hàng cho người khác? Và hội thánh đó ở nguyên cả nước Úc không biết đến cái hội thánh này. Và cuối cùng Chúa chọn cái hội thánh này để tổ chức chương trình cầu nguyện toàn cầu tháng 10 vừa rồi. Cho nên, hãy rời bỏ những gì thân thuộc của chúng ta, những thói quen của chúng ta, những gì của chúng ta, để chúng ta đi trong sự kêu gọi của Chúa và trở thành nguồn phước cho chung quanh chúng ta. Tôi bảo đảm quý vị, hội thánh quý vị đây, mà bắt đầu con cái Chúa bắt đầu tiếp nhận cái điều này, tôi sẽ nói phần sau, nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng hội thánh quý vị sẽ rất là phước, quý vị sẽ nổi tiếng luôn. Kính Thánh Chúa chúng ta biết rằng, hãy để cho các việc làm các ngươi sao? Người ta nhìn thấy và người ta sẽ ngợi khen cha các ngươi trên trời. Mình chỉ làm cho mình không ai thấy. Đúng không? Mình làm cho mình không ai thấy. Ok, vậy để làm sao Việt Nam trở thành nguồn phước? Mình nãy giờ mới giới thiệu thôi, bây giờ bắt đầu nè. Điều nhất, nắm bắt lấy khải tượng. Nắm bắt lấy khải tượng gì? Nắm bắt cái tượng, tôi phải là nguồn phước, hội thánh tôi phải là nguồn phước, giáo hội tôi phải là nguồn phước, gia đình tôi phải là nguồn phước. Nắm bắt cái khải tượng này. Amen. Rồi, khi chúng ta nắm bắt lấy khải tượng này, chúng ta phải hiểu tại sao chúng ta nắm bắt khải tượng. Bởi chúng ta biết chúng ta đang ở thời kỳ nào. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có một dân gọi là Isaka, là những người hiểu biết thời thế, biết dân Israel phải làm gì. Họ có 200 trưởng tộc cùng tất cả họ hàng dưới sự hướng dẫn của họ. Chúng ta hiểu chúng ta đang ở thời kỳ nào và chúng ta cần có sự khôn ngoan thuộc linh, hiểu biết là những gì đang xảy ra trên thế giới và chúng ta không làm theo những con người khác mà chúng ta làm những gì mà Chúa sắp sửa làm. Linh tiên tri là gì? Nhìn biết được những gì sắp sửa xảy ra để mà chúng ta làm. Và do đó, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa muốn ban cho chúng ta ngày hôm nay linh tiên tri. Đó tại sao Chúa Phaolô nói rằng hãy khao khát cái linh ân, hãy tìm, hãy đeo đuổi tình yêu thương, hãy khao khát linh ân, đặc biệt là ân tứ tiên tri. Để vì chúng ta có sự hiểu biết siêu nhiên của Chúa. Quý vị khi mà có sự hiểu biết siêu nhiên gì, quý vị đầu tư, thì cái gì quý vị đầu tư, quý vị ra tiền. Còn quý vị mình không có hiểu biết siêu nhiên này của Chúa đó, quý vị thấy đầu tư nhà, quý vị nhào vô nhà thì sập nhà, quý vị sập. Quý vị thấy người ta làm cái tiền, quý vị tưởng là có tiền, thấy là mở cái tiệm đó, buôn bán, có lời, nhào vô mở. Lúc mà người ta mở, người ta có tiền, tới phiên mình mở thôi, không có tiền.
Chúng ta cần có sự hiểu biết siêu nhiên này của Chúa, bởi vì chúng ta là người siêu nhiên. Và do đó chúng ta hiểu được rằng cho cái trang kế tiếp, Chúa đã bao trước chúng ta đang ở một thời kỳ cuối cùng. Thời kỳ mà Chúa nói rằng người ta lừa gạt rất là nhiều. Tôi nghe nói ở Việt Nam này có những người giả bộ giống như là đại gia đến để gạt tiền của tín đồ trong hội thánh. Họ xưng là họ tín đồ nhưng họ gạt. Và nhiều người bị gạt. Những người mạo danh Chúa, tôn giáo giả hay là tà giáo nổi lên khắp nơi. Rồi chiến tranh xảy ra. Người Do Thái đang ở êm ấm. Tự nhiên đúng một cái. Một người bạn của tôi bên tại bên quen với tôi bên Úc nói thế này. Ông có một gia đình Do Thái quen biết. Và họ kể lại rằng khi mà tụi Hamas phá hàng rào trải qua và họ ở gần biên giới đó, giết hết chặt đầu mấy đứa nhỏ. Giết hết không chừa một người nào. Nguyên cả nhà chết hết luôn. Chúng ta đương cảm thấy bình an, nhưng mà thật sự có bình an không? Không có bình an. Chỉ có Chúa Jesus là đấng bình an ở trong chúng ta. Chúng ta có Ngài chúng ta mới có bình an thôi. Và do đó chúng ta nhìn thấy những cái bối rối, những cái điều này điều kia xảy ra, đối kém. Khi nền kinh tế sụp đổ, sẽ có nhiều con cái của Chúa thất vọng. Chúa ơi, Chúa đâu? Một số năm về trước tôi gặp một chị Việt Nam và tôi đi với một sư này. Và một anh thương gia này chở tôi đi. Dọc đường anh chở, anh nói với tôi rằng: "Ô một sư ơi, Chúa ban phước cho em nhiều lắm, ban cho em cái này, cái kia, cái nọ, đủ thứ hết." Thì nghe vậy, anh kể rất là nhiều phước hạnh. Vài năm sau tôi gặp lại anh ta, tôi hỏi mục sư đó gì chứ. Anh ở đâu rồi? Cái người mục sư nói là nó rớt rồi. Vài năm sau tôi hỏi nó nữa, thì nó trả lời rằng nó ly dị vợ nó rồi. Bỏ vợ với con rồi. Tôi thắc mắc, tôi về hỏi Chúa: "Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra đây?" Một thời gian sau, Chúa trả lời: "Xin cầu nguyện cho tôi với này." Chúa, con đến với Ngài trong danh của Chúa, quở trách tất cả những sự phá hoại, quỷ phá như này, trong danh của Chúa, mọi sự cản trở như này, trong sứ điệp của Chúa, tôi quỷ phá ngay này. Hãy Satan, ta cấm ngươi như này, không được hoạt động trong như này, trong danh của Chúa. Mọi sự cản trở ta, hãy ra khỏi ngay như này, trong danh của Chúa. Con cao với Chúa, con khỏe mạnh, con bình an, con hạnh phúc, hallelujah, con thành công trong danh của Chúa. Amen. Ok. Tôi hỏi Chúa khoảng 6 tháng sau, Chúa trả lời tôi. Và Chúa nói tôi rằng: "Nó sống vì phước của ta, nó không sống bởi lời của ta." Tôi muốn gửi đến những ai muốn có máy bay trong tương lai. Gửi cho những ai muốn là đại gia trong tương lai. Nếu quý vị theo Chúa chỉ vì phước, quý vị là người đáng rất là tội nghiệp. Quý vị phải sống bằng lời Chúa. Phước nó đuổi theo quý vị, chứ quý vị không đuổi theo nó. Thì giờ quý vị dành cho Chúa phải hơn thì giờ quý vị dành cho công việc làm ăn của mình. Cho nên rất là nhiều người họ sụp đổ. Bởi vì tài chánh, nhà cửa là thần tượng của họ. Mà một điều tuyệt vời của Chúa là gì? Chúa thích đặt thần tượng lắm. Kinh Thánh rất rõ mà. Nơi nào có thần tượng Chúa thích, Chúa quỷ phá đó. Cho nên những gì mà thần tượng của chúng ta, Chúa yêu chúng ta, Chúa ghen. Quý vị có biết Chúa đánh ghen không? Chúa đánh ghen à? Bà cố của tôi, tự nhiên tôi muốn kể chuyện này, ok, để cho quý vị biết Chúa ghen cỡ nào nha. Bà cố của tôi đó, có ông chồng, và ông chồng này là ông cố của tôi đó, ông hay lăng nhăng. Bà có võ, cho nên là ai mà
mà bà biết được ông cố tôi len nhen tới đó, bà tới nhà bà đánh, bà nhổ tóc, bà lên gối làm đủ trò hết. Rồi sau đó quý vị biết chuyện gì sao? Trong xóm á, bà nghe nói mà ai mà có chồng mà đi lăng nhăng cô nào mà giật chồng người ta đó, cái lợi kêu tao, tao đánh giùm ghen giùm cho mày. Kinh Thánh cho chúng ta biết trời ngài đứng ghen tuông. Chúng ta yêu ai hơn Chúa là coi chừng. Quay qua người của bên, có yêu ai hơn Chúa không? Tôi thấy một sư Đăng Tâm đang nhìn một sư Philip hỏi có yêu ai hơn em không? Nói gì chứ tôi không biết hai người nói chuyện gì không, chuyện gì. Cho nên Chúa ghen tuông. Bởi Chúa yêu chúng ta. Em muốn chúng ta thuộc về Ngài và Ngài muốn chính Ngài là đấng ban phước cho chúng ta và không thần nào cả. Cho nên có những dấu hiệu xảy ra là Chúa sắp sửa trở lại. Những gì mà chúng ta thấy nó chắc chắn đó, nó không còn tồn tại. Nhìn bao nhiêu quốc gia, ngay cả Trung Quốc, lũ lụt tất cả mọi thứ. Tôi không còn nói cái gì biết điều này rồi. Nhiều người ngày hôm nay tiền bạc đôi họ không còn quan trọng nữa. Qua Covid-19 chuyện gì xảy ra? Biết bao nhiêu người giàu chết luôn cả nhà. Tôi tin rằng quý vị ở Việt Nam quý vị hiểu chuyện này. Cho nên đừng xây dựng những gì mà nó trên đất này nữa. Hãy xây dựng những gì tồn tại đời đời. Kế tiếp. À xin lỗi, ở đây. Trở ngược lại. Mục tiêu của các mục sư ở trên thế giới, họ cầu nguyện và muốn đạt chỉ tiêu này là năm 2033, mọi người đều gặp Chúa một cách cá nhân. Và bởi vì sao? Bởi vì năm 2000 là đúng 2000 năm Chúa Giêsu thăng thiên về trời và 2000 năm Hội Thánh được thành lập. Do chúng ta hãy cầu nguyện, bắt đầu đi ra giảng tin lành, bởi vì ta biết cái thời kỳ Chúa trở lại rất gần rồi. Cái tiếp. Cái thứ hai, muốn trở thành nguồn phước, chúng ta phải trở thành cái người cầu nguyện. Kêu gọi sự cầu nguyện, xây dựng tháp canh cầu nguyện trong nhà, vào trong tháp canh cầu nguyện, xây dựng cái tháp canh trong hội thánh của chúng ta, xây dựng cái tháp canh trong thành phố chúng ta, xây dựng trong quốc gia chúng ta. Tháp canh khắp nơi. Tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện mà có thật là quốc gia Ghana, ở tiếng Việt là gì? Ghana, cũng Ghana đúng không? Ok, quốc gia Ghana. Nếu chúng ta biết thời kỳ trước đây mà bệnh HIV đó, nổi tiếng và siêu vi trùng HIV đến và bệnh SIDA lan khắp nơi đó, thì mục sư mà tôi gặp họ kể là ông có biết không, lúc mà căn bệnh này mà lan ra đó thì một điều xảy ra, hội thánh của chúng tôi đó chôn người đó, mục sư không còn thời gian để chôn người nữa mà nhân sự và tín đồ đi chôn. Và bởi vì nghĩa trang không còn chỗ chôn nữa, họ không còn chôn nằm nữa mà chôn đứng, đào lỗ thẳng xuống mà chôn thẳng. Và không có chỗ đất, không có đất chôn. Và cái khi mà kinh tế khủng hoảng và quốc gia khủng hoảng hết, thì quý vị biết điều gì không? Chánh quyền mới đến gặp các mục sư và hỏi rằng các ông có ý kiến gì để làm việc này không? Và các mục sư không biết gì, bởi vì đây là một cái cú sốc, bởi vì nhiều tín đồ của mình cũng chết nữa. Cho nên họ hợp lại với nhau, họ cầu nguyện. Chúa chỉ chúng con giải pháp nào để cứu đất nước chúng con. Và khi họ cầu nguyện với Chúa thì Chúa cho họ những cái chiến lược. Thứ nhất là chồng một vợ, không có lăng nhăng, để không đem bệnh về cho vợ và cho con. Cái thứ hai, anh chàng nào mà độc thân muốn lăng nhăng thì hãy phòng mang cao su khi mà sinh hoạt với người khác. Và thứ ba là tất cả mọi người phải rao cái chuyện này, là đây là căn bệnh của thế kỷ, căn bệnh chết người, quý vị không được phải tránh xa, làm sao giữ an toàn cho mình và cho người khác. Họ làm một chiến dịch này thì 1-2 năm sau, tôi không nhớ, thì mức độ mà người ta thậm chí tôi nói rằng trong vòng 10 năm nữa đó, mà nếu không ngăn chặn được này đó, thì nguyên cả quốc gia này bị diệt chủng. Và hội thánh cầu nguyện, bắt đầu cầu nguyện. Họ lập ra những căn nhà, ở nhà cầu nguyện. Cầu nguyện cho người hàng xóm của mình. Rồi hội thánh cầu nguyện.
Quý vị biết không, chừng 1 năm 2 năm sau thì bắt đầu cái biểu đồ bắt đầu xuống đi khoảng 20%, và sau đó từ từ chấm dứt. Năm rồi, 2023, Quốc hội của Kenya tuyên bố rằng những ai đồng tính và những ai đồng tính và sinh hoạt giới đồng tính bị tự tử, phải xử tử. Họ bảo vệ bởi vì một cái cơn, họ cho rằng cái việc mà đồng tính nó dẫn đến những căn bệnh này. Quý vị biết không, khi mà Hội Thánh đứng vào trong cái chỗ mà nhận biết mình là nguồn phước, nhận biết mình đi cầu nguyện, đem phước hạnh cho quốc gia mình thay đổi quốc gia của mình. Cho nên, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho các dân tộc. Chúa muốn xây nhà của Chúa, cầu nguyện để Chúa vui lòng. Chúa Giêsu, Ngài lên núi, Ngài làm gương, Ngài lên núi cầu nguyện một mình. Chúng ta hãy bắt đầu hôm nay. Muốn Việt Nam mình trở thành nguồn phước, muốn gia đình mình được phước, muốn hội thánh mình được phước, thành phố mình được phước, hãy bắt đầu trở thành người cầu nguyện. Quay qua người của mình, hãy trở thành người cầu nguyện. Kế tiếp nào. Nào, cầu nguyện theo cách nào? Kinh Thánh cho chúng ta biết một cái khuôn mẫu mà Chúa đã dạy. Amos đoạn 9 câu 11 đến câu 13 như thế này: Ngày ấy ta sẽ dựng lại nhà chòi sụp đổ của David, ta sẽ vá lành những chỗ thủng, dựng lại những nơi đổ nát, xây nhà lại như ngày xưa, cho dân ta chiếm hữu phần sót lại của Edom và mọi dân mang danh ta. Chúa đấng hoàn thành việc ấy phán vậy. Nào, nhà tạm, nhà liều trại của David là cái gì? Trong Cựu Ước chúng ta nhìn trong cái hình đó là chúng ta thấy đó là cái liều tạm của Môi-se, và nơi trong đó có cái rương giao ước nằm ở trong nơi chí thánh, và vinh quang của Chúa ở giữa bày tỏ ra, ban ngày là mây và ban đêm là lửa. Và dân Israel khi ở chung quanh cái liều tạm này đó thì một điều xảy ra là họ không thiếu thốn gì cả. Chúa làm phép lạ, họ sống trong siêu nhiên, nước từ đá chảy ra, mana từ trời rơi xuống, kẻ thù tấn công họ được thất bại. Những ai đi ra rời khỏi khu vực đó thì bị, đặc biệt là dân Amalek giết. Nhưng mà đến thời kỳ của David muốn, chúng ta đã nghe một sư có ai giảng chúng ta hôm bữa đó. David đã làm một cái khung bắt chước dân Philistine là để cái rương giao ước trên con bò, trên cái xe bò, và do đó Usa đã chết, cho nên ông trở về, ông mới bỏ cái rương giữa của đó và để nhà Obed-Edom, cho đến khi mà ông trở về thành Jerusalem. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết Obed-Edom là cái người mà chăm sóc cái rương giữa này. Kinh Thánh ghi lại chỉ trong 3 tháng thôi, Chúa ban phước cho Obed-Edom, khiến ông nổi tiếng đến nỗi mà tiếng đồn về ông và lan đến Jerusalem, khiến vua David quyết định mình không thể để chỗ này, nó phải rước về nhà mình. Tôi không biết Chúa đã làm gì ông này, Chúa ban phước cho ông này có thế nào. Có thể Chúa ban phước cho ông mới vừa con bò vừa sanh ra thì nó đẻ. Mà không biết, phép lạ siêu nhiên chuyện gì ông nói được. Dắt sữa bò thì có thể bên này ra sữa bò, bên này ra sữa vanilla, chocolate. Nhưng mà cái gì chăng nữa đó thì nó là một phép lạ khiến điều này nổi tiếng đến nỗi vua David phải ghen tị. Mình không được để nhà nó, mình phải đem về cung điện của mình. Và khi David đem về cung điện, nhưng mà tại sao ông làm điều này? Có thể trong một điều gì đó ông sai thám tử đến để coi Obed-Edom làm gì. Có thể sáng sớm vậy ông kêu cả nhà mình gom lại nhau, bảo nó là cái rương giao ước này khiến dân phi tinh bị dịch chết nè, Usa chết nè, đem vô nhà mình không lãng hoàng là cả nhà chết hết. Chứ ông đã làm gì? Và ông sang gì xuống, cha con vợ chồng gom lại nhau quỳ gối cầu nguyện, thờ phượng Chúa, chúc tụng nhân Chúa, Chúa thương xót con, thương xót vợ con, thương xót con. Và điều này đã khiến cho Chúa ban phước cho ông. Và David đem về. Khi David đem về thì, nếu chúng ta coi Kinh Thánh là David đem về thì ông dựng một cái liều.
không còn là nơi phân biệt giữa hành lang nơi thánh và nơi chi thánh nữa. Ông dựng một cái liều ở trên giữa và ông sai các người Lê-vi vây chung quanh và thờ phượng Chúa ngày và đêm 24/7. Kinh Thánh nói gì? Khi mà trở lại ngược lại, khi mà họ làm này, Chúa phán trong những ngày đến, người cài ruộng sẽ đuổi kịp người gặt lúa. Có bao giờ mà cài ruộng gặt lúa cùng lúc không? Không, tại vì khác mùa. Nhưng mà Chúa nói là cái khi mà vừa cài ruộng xong, gặt liền. Đó là tôi trải nghiệm rất nhiều. Vì khi tôi vừa dâng hiến xong là tôi nhận được tiền ra liền. Nó bình thường đó, tôi bình thường luôn. Vừa gieo xong rồi vừa gặt liền. Rồi kế tiếp là gì? Người người ép nho đuổi kịp người gặt lúa. Tất nhiên là vừa gặt nho mà vừa gặt lúa cùng lúc, tất nhiên là nhận nhiều phước hạnh cùng một lúc. Rồi kế tiếp là gì? Người ép nho sẽ đuổi kịp người gieo giống. Là cái mùa nó không giống nhau nhưng mà nó đuổi với nhau. Cái thời gian chúng ta hiểu nè, Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên thời gian và thời tiết. Nhưng mà khi chúng ta là người siêu nhiên đó thì chúng ta không ở thuộc về thời tiết của cái thế gian này nữa, mà thời tiết của người siêu nhiên. Đó tại sao tôi nói quý vị là khi mà tôi đến cái chỗ nào đó là cái chỗ nóng nhưng có tôi chỗ đó bắt đầu mát ra. Có học sinh tôi đây không biết mà. Quý vị phải sống làm sao người ta thấy mình khác họ. Họ muốn biết Đức Chúa Trời của mình. Rồi ruộng nhọt nhỏ xuống đồi, các lúa đồi cho nên cái phước hạnh nó tràn lan. Trang kế tiếp, Chúa nhắc lại, thế này, công vụ đồng 15 câu 16, sau cái việc này ta sẽ trở lại tái thiết nhà trại của David hư sập, ta sẽ xây dựng lại và trùng tu những nơi đổ nát, ngõ hầu những người còn sót lại trong nhân loại có thể tìm kiếm Chúa cùng tất cả dân tộc ngoại bang mang danh ta. Chúa đã thực hiện lời phán vậy. Có nghĩa là khi chúng ta xây dựng cái liều tạm của David, hay nói cái khác, chúng ta xây dựng cái tháp canh, mà nếu có thể được 24/7, nhưng mà ít nhất là có tháp canh, thì một điều xảy ra là Chúa sẽ đem người ngoài vào. Chúa đem những thương gia nước ngoài vào. Chúa sẽ đem những người, những danh nhân, Chúa đem tất cả mọi người vào trong nhà Chúa. Chúng ta coi ở trong Sử Ký đoạn 23 câu 5, 4.000 người làm người gác cổng và 4.000 người ca ngợi Đức Giê-va với nhạc khí mà David đã làm dùng để việc ca ngợi. Ông vua David, ông trả lương cho những người chỉ suốt ngày hát thờ phượng Chúa. Và trong cái khuôn mẫu này bao gồm những ba điều mà họ làm. Thứ nhất là họ cầu nguyện, họ ngợi khen và họ thờ phượng. Và trong sự cầu nguyện này, họ cầu nguyện, họ khai phóng tiên tri, họ công bố tiên tri. Em tắt giùm tôi đi. Do đó chúng ta muốn xây dựng tháp canh, muốn gì? Muốn xây dựng tháp canh chỉ làm ba điều này thôi. Cầu nguyện, ngợi khen, thờ phượng. Và Chúa bày tỏ chúng ta là gì? Chúng ta công bố tiên tri cho điều đó. Kế tiếp. Trở ngược lại chút, như trở ngược lại. Ok, bây giờ chúng ta cầu nguyện cái gì? Nào, tháp canh là nơi tránh cái chỗ cầu nguyện cho chính mình. Nhiều người vô trong cầu nguyện cho mình đó. Nhiều người Chúa than và than con thiếu tiền. Ở tháp canh không phải chỗ đó. Cầu nguyện, ngợi khen và thờ phượng. Chúng ta phải cầu thai cho các khi có nhu cầu. Nhưng mà không phải chỗ đó mình đi vô mình cầu nguyện. Tháp canh là cái chỗ chúng ta tìm cầu sự bình an, thịnh vượng trong vùng đất của chúng ta. Trong Giê-rê-mi đoạn 29 câu 7, hãy tìm cầu sự thịnh vượng cho thành mà ta đài các con đến. Hãy cầu nguyện với Đức Giê-hô-va về thành ấy, vì sự thịnh vượng của nó sẽ là thịnh vượng của con. Có nghĩa là cái phước của quý vị ở tại Cà Mau này lệ thuộc vào sự cầu nguyện của quý vị cho Cà Mau. Nếu quý vị muốn được phước của Chúa, muốn trở thành nguồn phước, thì nguồn phước của quý vị là gì? Cầu nguyện cho Cà Mau. Cầu nguyện cho thành phố của mình. Bởi cái phước của quý vị lệ thuộc vào cái phước của Cà Mau. Tôi đi qua Ấn Độ và tôi một sư Christine là em gái của mục sư Nico. Lúc mà mục sư Nico sai bà đến cái chỗ đó là cái chỗ tệ nhất của cả Ấn Độ.
chỗ xấu nhất, vùng đất xấu nhất, gồm có là trộm cắp, đĩ điếm, tất cả những tai nạn xã hội đều nằm ở đó. Và nơi đó là trung tâm của bùa chú với khoa tà thuật. Nếu ta biết Đông Dương hồi xưa là một nơi mà nổi tiếng về tà thuật, nhiều người qua đó để mua bùa, đem bùa về. Thì bà, nơi đó chưa bao giờ ai mở hội thánh được hết. Mở mở xong là mục sư đó có chuyện, người này người kia có chuyện, rồi cuối cùng không mở được. Bà bước đầu tiên bà đứng lên giảng thì có một con rết con bên lớn nè, nó đeo váy của bà. Bà nói là nhân danh Chúa xuống, mà nó rớt xuống. Nó rớt xuống và nó tung lại còn nhiêu đây. Bà nói nhân danh Chúa xuống, đạp nó chết. Đạp chết. Chúng ta biết không, những tà thuật, những phù thủy luôn luôn tìm cách hại chúng ta. Con cái Chúa, nó hại gia đình chúng ta, nó lôi kéo chồng vợ chúng ta, con cái chúng ta. Nhiều người rất là thở. Cho nên khi mà đạp nó xong rồi, bà không mở hội thánh được, bà mới độc lập lập thập canh mỗi ngày 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 6 tiếng. Bây giờ khu vực đó là một trong khu vực mà đắt tiền nhất ngày nay. Quý vị muốn Cà Mau giàu, bắt đầu cầu nguyện cho Cà Mau. Amen. Quý vị muốn thành phố mình giàu, cầu nguyện thành phố của mình. Bước cầu nguyện cho chính mình, bởi vì chúng ta bắt đầu trở thành nguồn phước rồi. Amen. Cái thứ hai là cầu nguyện cho nhà cầm quyền. Chúng ta là người tin lành, chúng ta phải hiểu được rằng chúng ta tin nơi cái thẩm quyền Chúa ban cho chúng ta. Không có thẩm quyền nào có mặt mà ngoài ý muốn của Chúa cả. Do đó khi chúng ta hiểu được cái thẩm quyền này đó, thì chúng ta làm gì? Chúng ta cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Nếu nhà cầm quyền chúng ta họ bị áp lực nhiều quá, họ quyết định một điều gì sai, chúng ta là người thiệt thòi. Cho nên hãy cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho gia đình họ được bình an, cầu nguyện cho con cái của họ. Bởi vì đó là có thể gây ra những cái xáo trộn cho đời sống họ, khiến họ quyết định không đúng đắn. Cho nên cầu nguyện cho họ, chúc phước cho họ. Và khi chúng ta cầu nguyện giống như vậy thì chúng ta sẽ được ơn giống như là Daniel, giống như là Joseph. Chúng ta sẽ được ơn trước mặt họ. Mục sư ai biết, một mục sư bạn của tôi là mục sư Budi đó, ông nói câu nói mà tôi nhớ hoài. Ông nói thế này, ông nói với người Indonesia, ông nói thế này: anh em được sinh ra tại Indonesia nhưng Indonesia không sinh ra trong lòng anh em. Câu này có nghĩa là gì? Chúng ta có thể được sinh ra tại Việt Nam nhưng mà tình yêu cho Việt Nam không có trong lòng chúng ta. Nếu quý vị có một đứa con và ngay cả đứa con nó tàn tật cái chăng nữa, quý vị sẽ không nhìn thấy nó tàn tật mà vì thương nó. Đúng không ạ? Khi chúng ta thương Việt Nam chúng ta sẽ không phê phán là cái chuyện này, chuyện kia, kể chuyện cổ tin tức và nói ô Việt Nam thế này, Việt Nam như thế kia, Việt Nam thế nào. Chúng sẽ không nói, chúng ta sẽ yêu Việt Nam, ta yêu hội thánh Chúa. Chúng ta không nói một sư thế này, một sư kia thế nào, bởi chúng ta yêu. Lắm khi chúng ta trở thành một người quá cực đoan, quá phán xét người khác. Chúng ta lên Facebook, chúng ta phê bình người này, một sư kia hay là hội thánh này, người đó. No, đừng làm ơn được. Bởi vì những người nói câu đó là người không có tình yêu của Chúa. Và thật sự xin thưa với chúng ta rằng, Chúa, sứ đồ dặn rằng, những người mà không yêu, không biết Đức Chúa Trời. Đọc kỹ cái thánh đi. Những người không yêu là những người không biết Chúa. Đừng nghĩ mình biết Chúa nha. Mình khi phê phán cái này mình là mình là người không biết Chúa. Cho nên Việt Nam có trong lòng của vậy không? Tôi không khoe gì mình, nhưng mà tại sao tôi bỏ tiền, bỏ hậu thánh của tôi, bỏ vợ ở bên đó, hy sinh để về đây, hay là đi qua bên Mã Lai vào dịp Tết. Tôi yêu đất nước tôi. Có những lúc mà tôi không có tiền mà để trước tiền mua vé bay, nhưng bởi đức tin tôi cứ mua vé máy bay để tôi đi, bởi tôi thấy những người ở bên Mã Lai họ không biết Chúa. Và mỗi năm tôi đều đi như vậy. Và đâu có ai cho tiền tôi đâu. Khi chúng ta yêu, chúng ta sẽ không tính toán gì cả. Cho nên cầu nguyện bắt đầu hôm nay, tình yêu của Chúa đổ đầy trong lòng của chúng ta. Chúng ta sẽ không nhìn thành phố của mình xấu, nhìn người lãnh đạo này, nhìn lãnh đạo kia, ông này, ông nọ, chúng ta không nhìn họ nữa, mà chúng ta đổ nước mắt ra, cầu nguyện cho họ. Chúa thương xót. Điều đáng buồn là chúng ta có những người cầu nguyện mà không cầu nguyện tấm lòng của Đức Chúa Trời. Nếu ai ở trong nhóm cầu nguyện mà thấy một ông mục sư John, ông cầu nguyện cho ông mục sư
cầu thai cho ông mục sư Stephen ở phòng dưới này đó. Quý vị thấy họ mắc mớ gì họ và chúng ta đâu? Và người nào đến mà mục sư Stephen ông đặt ta đến, ông quỳ gối, ông khóc lóc, ông cầu nguyện. Ông có bà con như quý vị đâu, và tôi đâu. Tại ông sẽ cầu nguyện bởi họ có tâm lòng của Đức Chúa Trời, họ cầu nguyện. Và cầu nguyện không phải phán xét phê phán cái này kia, nhìn thấy lỗi lầm người ta nữa. Bắt đầu hôm nay tôi muốn bắt mọi người chúng ta nhìn người khác bằng mắt của tình yêu thương. Amen. Nhìn người khác bằng cặp mắt tình yêu thương. Khi mà tình Kinh Thánh cho chúng ta biết này, quý vị mà sống trong tình yêu thương, Kinh Thánh nói rằng tình yêu thương không bị hư mất bao giờ. Có nghĩa là tình yêu thương không bao giờ bị thất bại. Chúng ta muốn thay đổi người chồng, người vợ, tất cứ ai của chúng ta, dùng tình yêu thương của Đức Chúa Trời yêu, bởi tình yêu của Chúa là tình yêu quyền năng. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng điều gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghe đến, Đức Chúa Trời sẵn sàng cho những ai yêu. Sẵn sàng cho những ai yêu. Tình yêu thương không hề thất bại, tình yêu thương luôn luôn thành công, tình yêu thương luôn luôn chiến thắng. Chúa Giêsu tại sao lại chinh phục chúng ta bằng tình yêu? Không phải tội lỗi chúng ta đâu, không phải ngày định tội chúng ta đâu, bằng tình yêu. Nếu chúng ta muốn trở thành người cầu nguyện như thế này được Chúa dùng, hãy bắt đầu bằng tình yêu trước. Chúa đổ tình yêu con để con cầu nguyện. Còn thôi, quý vị vô cầu nguyện 5 phút là quý vị bước ra rồi. Quen mọi người của bên họ đó, hãy cầu nguyện trong tình yêu. Rồi, kế tiếp. Khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta có thắp canh, chúng ta cầu nguyện ý cha được nên ở đất như ở trời. Có nghĩa là cầu nguyện chúng ta đem thiên đàng xuống đất. Ý cha được nên ở đất cũng như ở trên trời. Đem thiên đàng xuống đất. Tiếng Việt chúng ta dịch thì nó không có rõ lắm. Để ở đất như ở trời, nhưng mà tiếng Anh là as it is in heaven. Chứ thiên đàng sao? Ở dưới đất giống vậy. À, cho nên khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta thay đổi không khí thuộc linh trong gia đình mình, trong thành phố của mình, trong hội thánh mình, trong quốc gia của mình. Hãy cầu nguyện Chúa giống như lời tiên tri của mục sư Stephen nói, cầu nguyện cho Việt Nam chúng ta có 1,000 một cái tháp canh nha cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho Việt Nam chúng ta có mạng lưới, mà không phải tôi cầu nguyện cho tôi không, nhóm tôi cầu nguyện, nhưng mà chúng ta sẽ tham gia những nhóm khác cầu nguyện, một mạng lưới cầu nguyện. Và kế tiếp rằng, xin Chúa hãy cho chúng ta cầu nguyện tại sân vận động, nơi mà ai tin Chúa, tin rằng Đức Chúa Trời của mình là đấng làm phép lạ, tin rằng Đức Chúa Trời mà đấng quyền năng, tin rằng Đức Chúa Trời là đấng có thể làm mọi sự cho quốc gia của mình, chúng ta cùng nhau đến để cầu nguyện. Và khi chúng ta có lòng này, và khi chúng ta cầu nguyện gì, chính quyền sẽ thấy rằng, người tin lành là người đem phước lên cho đất nước. Đúng không ạ? Họ không cảm thấy chúng ta làm một cái gì đó đe dọa nữa. Mà chúng ta là người ích lợi cho họ. Kế tiếp để khiêm nhường. Khiêm nhường, Chúa Giêsu là đấng khiêm nhường. Ngài ngồi trên con lừa đi vào thành Jerusalem. Ngài không đi trên một con ngựa trong chiến chinh chiến, mà Ngài muốn chinh phục. Ngài đi trong sự khiêm nhường. Chúng ta muốn mang lấy sự vinh hiển của Chúa, muốn Chúa Giêsu được vinh hiển, thì đừng tìm cái microphone. Đừng tìm cái chỗ đứng nào đó người ta nhìn thấy mình. Nhưng hãy khiêm nhường. Khi chúng ta khiêm nhường, Chúa sẽ dấy chúng ta lên. Bởi Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường. Quý vị muốn đi lên, mỗi ngày đi lên, ngày mỗi ngày đi lên, thì hãy càng khiêm nhường. Tháng 9 năm rồi, có một cái chương trình của Hội đồng Cầu nguyện Đông Nam Á, mà nếu một số người đã biết là ở tại Hà Nội đó, thì các mục sư đến và tôi cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, họ đến họ cầu nguyện cho Việt Nam thì con phải làm gì? Và Chúa đặt lòng Việt Nam là nguồn phước. Cho nên tôi quyết định và tôi nói trong đó có Hội Thánh Mục Sư Kiều, Power Love và một số học sinh ở trong trường ISAM của chúng tôi. Chúng tôi nói hãy làm điều này. Quý vị biết không? Tiếp đón một số người đến và chúng tôi đang khi quý vị đặt chân đến phi trường, chúng tôi sẽ lo cho quý vị tất cả, giống như Indo đối xử với mình vậy. Quý vị đến đầu tiên tôi nghĩ là số tiền khoảng chừng 4,000 đô, khoảng 3,000 đô Mỹ thôi, cuối cùng tăng lên tới 12,000.
Nhưng mà Chúa trả hết. Khi họ tới, đến nơi, và Chúa dạy tôi, phàm nếu dân gọi bằng danh ta, hạ mình. Hạ mình. Chúa nói con à, dân ta hiệp một lại, hạ mình trước rồi mới cầu nguyện. Không phải cầu nguyện hạ mình. Nhiều người đến cầu nguyện nhưng không hạ mình. Cầu nguyện trước rồi hạ mình. Rồi mới tìm kiếm mặt ta, không phải tìm kiếm ta trước. Hạ mình trước. Tìm kiếm mặt ta, lìa bỏ con đường ta. Thì ta trên trời sẽ nghe tha thứ tội chúng và chữa lành đất của chúng. Và tôi kêu các mục sư đứng ngồi trên ghế. Và tôi quỳ gối xuống, tôi rửa chân cho quý vị. Tôi nói, quý vị, Việt Nam là đầy tớ của quý vị. Chúng tôi rửa chân, sự diện Chúa bao phủ cái phòng nhóm. Mục sư đang tâm có mặt. Chúng ta bước ra ngoài, khi chúng ta bước ra ngoài, thì đường ướt. Ngày hôm sau mưa đổ xuống, trong khi Hà Nội trước đó là một cả tháng không có mưa. Có một trò từ Hà Nội phải biết. Mưa dầm đến nỗi lái xe không thấy đường đi luôn. Và các mục sư ở Đông Nam Á nói rằng, mục sư Phong ông khôn quá. Tôi nói ông khôn, tôi khôn là gì? Ông nói ông chọn làm đại tớ cho nên ông ở Việt Nam giờ vĩ đại hơn Đông Nam Á. Tại Chúa nói là ngày ban ơn cho người khiêm nhường. Ai hạ mình xuống trên kia lên. Cảm ơn Chúa, bởi ơn của Chúa chúng ta có hội đồng cầu nguyện Đông Nam Á vừa rồi ở tại Hà Nội. Đầu tiên chỉ xin phép được khoảng dự định chỉ 300 thôi, sau thành 600. Và cuối cùng chúng tôi quyết định rằng có những đứa em trẻ họ không có tiền vào, chúng tôi quyết định rằng cho nó vào miễn phí trong khi không có tiền trả. Chúng tôi vừa quyết định tối hôm nay, ngày hôm sau tự nhiên trong tài khoản có một số tiền trong đó, và nó số tiền này dành cho ghi danh cho những đứa trẻ. Và chúng ta không biết ai chuyển vô. Đức Chúa Trời là đấng siêu nhiên. Ngài muốn chúng ta làm những công việc siêu nhiên. Khi chúng ta bước đi trong điều này, phước hạnh biết bao. Cả Đông Nam Á họ kể rằng từ trước khi mà thành lập Đông Nam Á giờ 200 năm chưa bao giờ được phước giống như đi Việt Nam. Trong chiến kỳ rồi. Và tiếng đồn lan ra khắp nơi thế giới. Tôi chưa rồi đồng cầu nguyện Đông Nam Á nói Việt Nam. Họ biết cái chương trình cầu nguyện Đông Nam Á Việt Nam vừa rồi không? Chúng tôi nó nghe nói rất là phước. Tôi xin thưa với rằng tôi không nói để kể công hay bất cứ điều gì. Chúng ta muốn làm nguồn phước. Việt Nam chứ là nguồn phước cho thế giới. Chứ Chúa cho quý vị tấm lòng, có tình yêu cho dân tộc của mình, cho hội thánh mình, để mình trước nhất mình phải trở lại nguồn phước trước. Và làm sao cho hội thánh mình được phước cho những người chung quanh, cho những người dân mình. Và muốn điều này chúng ta khiêm nhường. Khiêm nhường dẫn đến sự hiệp một. Khiêm nhường không có giận hờn nhau, không có cay đắng nhau cả. Bởi vì mình là một. Chúa Giêsu đã rửa chân. Chúa Giêsu cho tôi một hình ảnh lúc đó. Chúa Giêsu cho tôi hình ảnh. Chính Ngài là con của Đức Chúa Trời. Ngài tự bỏ mình đi. Tự bỏ. Tự hạ mình xuống. Ngài tự hạ, chứ phải ai hạ Ngài. Ngài tự hạ, Ngài muốn hạ mình xuống. Ngài bỏ tất cả để trở thành tôi tớ của loài người. Và bởi vì đó, Đức Chúa Trời ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Mỗi đầu gối trên trời dưới đất phải xác mình cho danh Ngài và gọi Ngài là Chúa. Và tôn vinh Đức Chúa Trời là Cha. Cho nên bắt đầu hôm nay, quay qua người bên, chúng ta hãy khiêm nhường. Chúng ta hãy khiêm nhường. Càng cao chừng nào, càng biết khiêm nhường. Và tôi xin thưa với quý vị rằng là sau điều này tôi thấy Chúa càng làm ơn cho mình càng nhiều hơn. Chúa giảng dạy của mình càng được Chúa mặc khải nhiều hơn. Khiêm nhường. Kế tiếp. Hạ mình xuống cầu nguyện. Hạ mình hiệp lại rủ anh em mình đến hạ mình xuống, đừng họp với nhau để nói chuyện chung cho vui, nhưng mà hãy đứng nhau hạ mình xuống tìm kiếm Chúa. Còn thôi những cái buổi họp chúng ta phí hơn. Kế tiếp, tiếp luôn. Nào, tôi xin báo chúng ta một số người ở đây. Năm sau Empower 21 tại Jakarta vào tháng 7
Tôi sẽ thông báo sau vào đầu tháng 7 tại Jakarta. Mục sư Nico nói với tôi hãy mời Việt Nam qua, ông mời người Việt Nam qua và hãy đem thật nhiều giới trẻ. Ông nói rằng sau chú Phục Hưng Indonesia, quốc gia kế tiếp là Việt Nam. Hallelujah! Đó tại sao ông đầu tư về Việt Nam chúng ta rất nhiều. Cho nên tôi khuyến khích chúng ta làm sao bắt đầu hôm nay nói chuyện với con cháu thanh niên Hội Thánh chúng ta để kêu nó làm hộ chiếu và chuẩn bị để mà nó đi. Khi nó trở về, con cái chúng ta ngoan ngoãn, học giỏi. Khi nó trở về, nó tốt. Có một người con của một sư mà trong chuyến đi Empower 21 lần trước, nó đi về, đáng lẽ là nó quậy dữ lắm mà tôi đừng có thay đổi nó. Rồi nó dân mình học với Chúa, giúp ba nó học với Chúa. Cho nên khuyến khích chúng ta dẫn giới trẻ đi. Cái tiếp theo. Điểm cuối cùng mà tôi muốn nói chúng ta đó là yêu người lân cận. Hãy bắt đầu hôm nay yêu những người lân cận. Chúa Giêsu dạy chúng ta, ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi và yêu người lân cận như mình. Yêu người lân cận. Yêu anh em trong hội thánh. Nếu chẳng yêu người dễ yêu thì có gì khác biệt đâu. Băng đảng cũng yêu nhau kiểu đó mà. Thấy không? Người ngoài cũng yêu nhau đó. Nhưng mà hãy yêu những người khó ưa. Yêu những người mà bắt bẻ mình, yêu kẻ thù nghịch mình. Đó là chúng ta được gọi để làm chuyện này. Quý vị biết không? Tại sao quý vị khác người khác? Tại vì người đời dạy chúng ta mắt định mắt, răng định răng. Còn Chúa dạy chúng ta yêu kẻ thù nghịch mình. Quý vị quan mình, tôi khác người khác. Bởi vì tôi yêu. Rồi quay qua, tôi yêu anh chị dù anh chị đáng ghét. Giờ qua trang kế bên. Chúa Giêsu nói thế này. Chúa nói khi mà Ngài trở lại đó, Ngài sẽ phân biệt ra chiên và dê. Cái này nó tín đồ nha. Chiên và dê. Và Chúa Giêsu nói rằng những người mà chiên thì được vào hưởng nơi sự sống đời đời, còn con dê vào trong hồ lửa đời đời. Và Chúa phân biệt cách nào? Chúa nói rằng khi mà ta đói các người không cho ăn, ta khát các người không cho uống. Khi ta trần truồng các người không cho áo mặc. Và hỏi Chúa rằng có giờ có thấy Chúa như thế đâu? Thế đâu? Các người không làm, Chúa ra là ngươi không làm điều này cho những người anh em ngươi, những người chung quanh ngươi, có nghĩa là ngươi không làm cho ta. Tôi khuyến khích chúng ta bắt đầu hôm nay nhìn chung quanh mình là những ai lân cận mình, là những người cần mình giúp đỡ. Ngoài việc cầu nguyện cho họ, hàng xóm chúng ta nấu món ăn ngon, mời họ ăn, đem qua cho họ, làm miếng bánh, thêm dư chút cho. Và quý vị sẽ thấy rằng thành phố chúng ta sẽ được hoàn toàn, được thay đổi. Amen. Ok, chúng ta sẽ đứng lên. Diễn giả đã tới rồi cho nên tôi phải chấm dứt. Hãy cầu nguyện với Chúa hôm nay. Nói Chúa ơi, con muốn là nguồn phước. Con muốn là nguồn phước. Con muốn gia đình con là nguồn phước. Hãy nói với Chúa, công bố với Chúa đây này. Con muốn chỉ được phước không? Con muốn theo Chúa chỉ được phước không? Mà con muốn là nguồn phước. Và bắt đầu hôm nay, quý vị hãy ban cho những gì trong tầm tay của mình. Đứa bé có 5 cái bánh và 2 con cá. Nó thì giữ lại cho chính mình, nhưng nó đã ban cho 5.000 người, chưa kể đàn bà cũng đang đói. Và bởi vì một đứa bé này mà Chúa đã làm phép lạ và khiến cho 5.000 người, chưa kể đàn bà con nít, được no đủ và dư 12 giỏ. Một đứa bé nhỏ này vẫn có thể làm nguồn phước, bởi vì nó biết không sống cho mình mà sống cho người khác. Nó không nghĩ rằng đây là những gì mình có và mình cần dành dụm lại cho mình ăn cho mình no. Nhưng mà những người kia đôi và nó nhìn thấy và nó có tình yêu và nó động lòng thương xót. Đứa bé đó có thể chúng ta không biết tên, nhưng điều đặc biệt là nó đã được ghi vào trong Kinh Thánh. Bất cứ ai đọc Kinh Thánh đều biết câu chuyện của đứa bé dâng cho Chúa Giêsu 5 cái bánh và 2 con cá này. Và ngày hôm nay thưa ông bà chị em, tuổi tôi tớ của Chúa, Chúa có hỏi chúng ta rằng cái gì ở trong tay con, cái gì đang cầm trong tay con, hãy để những cái gì ra khỏi tay con để con trở thành nguồn phước cho thế giới.
nhìn xem cái gì trong tay của mình. Nó không chỉ tiền bạc, tài năng, sức lực, thời gian cầu nguyện cho người khác, thăm viếng người này người kia. Hãy hỏi Chúa xem, Chúa ơi, Ngài cần con làm gì cho người lân cận con? Ngài cần con làm gì cho quốc gia dân tộc con? Chỉ ra thưa Chúa. Hãy tin như này, hãy tin như này, nhìn thấy đời sống mình là người phước, hãy nhìn thấy Việt Nam là người phước, hãy nhìn thấy Việt Nam là người phước cho thế giới. Hãy nhìn thấy một sự trao đổi, một sự thay đổi. Hallelujah. Chúa sẽ gửi người Việt Nam đi khắp nơi, trở thành giáo sĩ, những sứ giả phục hưng. Hallelujah. Tài cánh của Việt Nam sẽ giúp đỡ cho quốc gia nghèo khó hơn mình. Hallelujah. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.